Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 50 năm bèo dạt mây trôi cùng quan họ, nhờ vậy mà tôi đã gom nhặt được một chút vốn kiến thức về tục chơi của người quan họ xưa. Nay cùng học trò của mình làm một số chương trình podcast để giao lưu cùng quý vị và các bạn. Ngày xưa quan họ trao tôi, giờ xin san sẻ mọi người gần xa, cũng coi như một chút quà tặng cho tặng mới là tri ân. Pháo mừng xuân mới vừa tan, hoa xoa lại nở, mùa xuân lại về. Lúa xuân lại mượt đồng quê, hoa sim tím đón xuân về biên cương. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đây là bốn câu thơ mở đầu trong một cái bài thơ dài khi mình lên đến là chiến tranh biên giới, và sau đó bài thơ này đã trở thành một bài hát văn. Ngày ấy, tháng 3 năm 1979, người hát cái bài hát văn bằng cái bài thơ của mình, bài Hoa sim biên giới đó, thì chính là nghệ sĩ Minh Phức, bây giờ là nghệ sĩ ưu tú Minh Phức, là mẹ của danh hài Tự Lâm. Hồi đó cũng cùng mình đi dọc biên giới, nhóm của mình cũng chỉ có hơn chục người. Tuy chỉ có hơn chục người, nhưng mà bọn mình cũng cùng ăn, cùng ở và biểu diễn cho bộ đội xem suốt mấy tháng liền. Có thể nói là những gian nan vất vả ngày đấy bọn mình cũng được nếm trải, một trải nghiệm thật là tuyệt vời. Một số những cái địa danh như là Chi Ma, Na Dương, Bản Chất, Lộc Bình, vân vân, đó là những cái điểm mà cực kỳ ác liệt hồi chiến tranh biên giới, nó đã gắn liền với những cái kỷ niệm của bọn mình và mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Sở dĩ mình còn nhớ được chính xác tên của những các cái địa danh ác liệt là vì những cái tên này đã đi vào trong một số những tác phẩm của mình. Từ những khí thế hào hùng của cuộc chiến tranh, lại được cùng ăn cùng ở với các chiến sĩ, cùng đó là phục vụ chiến sĩ, cho nên mình có rất nhiều cảm hứng, mà chỉ hơn một tháng mình đã viết được tới 17 tác phẩm để phục vụ dọc biên giới. Nó đều là những tác phẩm mà có thể nói là mì ăn liền. Hồi đó những tác phẩm sáng tác là ngay tại chỗ, viết buổi sáng thì buổi chiều hát, cho nên người ta vừa cầm giấy vừa ca hát, chứ không có thời gian để là học tập thuộc bài. Vì thế cho nên về chất lượng nghệ thuật chưa phải là cao, nhưng mà vì nó là mì ăn liền, nó nóng hổi, nó thực tế, tức là nó gắn bó chặt với cái cuộc sống của bộ đội lúc đó, cho nên bộ đội cực kỳ thích thú. Đúng vào cái thời điểm mà giữa cái rừng biên giới hoa sim bạt ngàn, mùa xuân thì hoa xoan lúc đó còn rất là nhiều ở quê, cho nên mà khi mà mình viết cái bài này đó thì được bộ đội và mọi người rất là thích. Sau này người ta có in trong một cái cuốn tạp chí của Hà Bắc lúc đó để là nhớ lại những tác phẩm mà ra đời trong cuộc chiến tranh biên giới. Đấy là một trong những cái kỷ niệm của mình. Mình đọc lại bốn câu đó. Pháo mừng xuân mới vừa tan, hoa xoa lại nở, mùa xuân lại về. Lúa xuân lại mượt đồng quê, hoa sim tím đón xuân về biên cương. Vào những ngày tháng 2
Nó là cái mà Tết vừa mới xong, tháng 2 dương lịch, và nó là tháng riêng của âm lịch. Cho nên là cái lúa xuân là bén chân, người ta cấy từ trước Tết để ra ngoài xuân người ta đi hội cho nó yên tâm. Cho nên là mùa xuân thì lúa nó rất là đẹp. Ở trong ca dao còn có câu là lúa xuân ngấp ngó đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Cho nên nhìn cái cảnh đồng lúa xanh mướt, thế rồi thì hoa xoan là rắc kín ở đường làng. Thế và trên biên giới thì mình biết là hoa sim lại bắt đầu nở, bởi vì ở vườn nhà mình ngày xưa đó, nó cũng có 4-5 cái bụi sim. Nhà mình ở đó là ở một cái chân một quả đồi, cho nên ngày xưa đó, cứ trước khi đi học đó, mình cắp cái túi sách ra đến đầu ngõ, bao giờ mình cũng đứng mình ngắm một lúc cái cây sim ở đầu ngõ, hoa tím chát chúa, không ai trồng cả. Đó là sim tự nhiên, bởi vì nhà mình ở vườn, ở đồi, cho nên là nó có rất nhiều những cái bông hoa rất là đẹp, rất là thơm. Thơm thì có hoa men, hoa men ấy, hay người ta còn gọi là hoa bóng rầm. Thế thì là mỗi một buổi sáng trước khi đi học thì mình ra đó, mình hái khoảng 10 bông, mình cho vào trong cái túi sách, rồi sau đấy đến lớp để tặng lại cho những bạn gái ở lớp. Con trai thì nó không thích, nhưng mà các bạn gái thì rất là thích. Bởi vì nếu có một bông hoa đó để trong túi đó thì cả ngày hôm đó thơm tho. Đó là mùi thơm của hoa men, hay còn gọi là hoa móng rồng. Thế còn về đẹp đó, thì có mấy cái bụi sim, bụi mua, có cả sim, có cả mua nữa. Sau này thì chỉ còn ở biên giới thôi, nhưng mà cái lúc mình bé đó thì ở nhà mình cũng đầy hoa sim, hoa mua. Ở xung quanh nhà rất là nhiều, ngay đầu ngõ cũng có mấy bụi sim, mấy bụi mua. Cái tuyệt vời của hoa sim, hoa mua đó là nó không ai trồng cả, nó là hoang dã, nhưng mà màu tím của nó thì nó rất là đẹp, và đặc biệt là nó rất là sai. Tức là khi mà đến mùa nó nở hoa đó, thì cả một cái bụi sim to như là một cái đống rơm con ấy, một cây sim, một cây mua đó, thì nó là hoa tím chát chúa. Tiếc là ngày xưa mình không có điện thoại, không có máy ảnh, chứ nếu như mà hồi đó mà có đó thì mình chụp được những cái đó. Sau này mình đi lên biên giới thì khắp nơi, nhưng cũng hiếm có cây sim, cây mua nào mà hoa nở đẹp như là cây sim, cây mua ở nhà mình. Thế còn nói về cái cây hoa men, đó là cái cây hoa móng rồng, thì nó rậm rạp tùm, và nếu mỗi một lần hái như thế đấy, thì có thể phải được mấy cái rổ to. Sau này có những lần mình ra Hà Nội, mình có bà cô ở ngoài đó, cho nên thỉnh thoảng cũng ra chơi, và mình mới phát hiện ra là ngoài Hà Nội người ta rất thích cái hoa men, đó là hoa móng rồng. Tức là bây giờ thì cái loại hoa lan ấy cũng thơm, nhưng mà không thơm được như là hoa móng rồng. Cho nên ở Hà Nội người ta bán những cái gói hoa đó, hoa nhưng mà gói vào trong những cái lá chuối. Thế và trong đó thì có cả hương, có cả sắc, tức là có cả những bông hoa mà không sắc, nhưng có những bông hoa thì là chỉ đậm hương. Cho nên có những bông hoa thì nhiều sắc ít hương, có những bông hoa nhiều hương ít sắc. Người ta gói tất cả vào trong một cái lá chuối, sau đó người ta mua về rằm mồng một, người ta bày lên bàn thờ, người ta để ra mấy cái đĩa, và đấy là cúng hoa. Cho nên trong một cái bàn thờ cúng đó thì là có nhiều loại hoa, nhưng trong đó có một đĩa hoa. Đấy là một cái phong tục rất là đẹp của người Việt, của người thủ đô. Mình mê cái mùi thơm của hoa móng rồng, của hoa men, đến cái mức mà có một lần mình đi biểu diễn ở thị xã Sơn Tây. Thế thì là ban đêm thì diễn, còn ban ngày thì được nghỉ ngơi. Mình mới đi ra công viên gọi đấy khá dài, dài đến 400-500 mét, rộng cũng khoảng 100 mét. Ở trong đó có rất nhiều cây lớn và có rất nhiều những bụi cây nhỏ. Tức là người ta trồng cũng rất có ý thức, người ta trồng những cái cây móng rồng, sau đó người ta làm những cái khung sắt, và cái cây móng rồng đó bò bám vào cái khung sắt đó, thành ra là một cái bụi rất là lớn. Bởi vì móng rồng là một cái thân mềm, cho nên phải có khung sắt thì nó mới đứng lên cao được. Và cái chiều cao của nó khoảng 3 mét, còn cái đường kính của nó cũng phải khoảng 2 mét.
cả một cái bụi lá xanh tươi giữa một cái vườn hoa, nhưng mà không phải là mùa hoa hoặc là chưa đến mùa hoa cho nên người ta không trông thấy hoa. Nhưng mà đang đi cách đó khoảng là 100-200 mét, mình sực ngửi thấy cái mùi thơm của hoa móng rồng, của hoa men. Thế và mình tìm khắp cả cái khu vườn đó thì chỉ có mỗi một cái bụi đó là hoa móng rồng, là hoa men. Bởi vì nhà mình cũng có, cho nên mình biết, mình trông thấy là mình nhận ra đây là cây hoa móng rồng. Thế và sau đó thì mình lục lọi mình tìm, bởi vì nếu không có hoa tại sao thơm. Và mình tìm khoảng 10-15 phút sau đó thì đó là mình cũng là bỏ công. Bởi mình phát hiện ra ở trong giữa một cái búi thế lấp sau một cái lớp lá dày thì là có một bông hoa hơi vàng vàng. Thế và giống như cái móng của con rồng. Thế và hoa rất là thơm. Mình chỉ muốn nói chỉ một bông hoa ấy thôi, thế nhưng mà bán kính vài 300 mét, tất cả mọi người vẫn được ngửi cái hương thơm của hoa men, hoa móng rồng. Cho nên sau đó đó là mình phải bới, phải tìm mãi, và cuối cùng mình phát hiện được ra. Mình ngắt cái bông hoa đó, mình bỏ vào trong túi. Thế và đấy cũng là một trong những kỷ niệm về hoa móng rồng không bao giờ mình quên được. Cứ mỗi khi ngửi thấy cái mùi hương ấy, cái mùi hoa ấy, là mình lại nhớ cái kỷ niệm là cái công viên rất là hoang vắng. Và cái lúc mình đi là cái lúc mà tôi đi làm, mình biểu diễn hôm trước khuya, ngủ dậy muộn, cho nên cả công viên chỉ có ít người thôi. Thế và mình đi bách bộ trong công viên, thế và cái hương hoa ấy đã làm cho mình là quyến luyến và là một kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Cũng như thế, ngày xưa đó là mình cũng không có bao giờ quan tâm đến một cái loài hoa, đó là hoa chanh. Bởi vì khi nói đến cây chanh đó thì mình chỉ nhớ đến có hai thứ. Một là cái quả chanh thì nó lại để pha nước uống, hoặc nó là vắt ra với muối tiêu để chấm thịt gà. Thế rồi thì cái lá chanh để rắc lên thịt gà luộc đó. Ở ngoài Bắc ngày xưa đó thì không bao giờ thiếu được cái lá chanh khi mà thịt gà. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi mẹ hỡi mua tôi đồng giềng. Cho nên khi nói đến hành thì người ta nghĩ đến thịt lợn, nói đến giềng người ta nghĩ đến thịt chó, và nói đến lá chanh không thể không nghĩ tới thịt gà luộc. Nó đã trở thành những cái thứ gắn bó với nhau mà không thể khác được. Cho nên khi mà mình vào Sài Gòn những năm 90 đó, thì lần đầu tiên mình thấy người Sài Gòn ăn gà luộc để có cả hành luộc nữa. Nó ở ngoài Bắc đấy thì không bao giờ. Hành là phải ăn với thịt lợn. Thịt một rành, không hành không ngon. Cho nên ấy, ngày xưa thịt lợn nó là dù ít dù nhiều, kiểu gì cũng phải đi mua một ít hành. Quay trở lại cây chanh thì mình chỉ nhớ đến lá chanh, đến quả chanh. Thế còn hoa thì chưa bao giờ mình để ý tới. Thế nhưng mà chỉ một lần khi đọc thơ của Nguyễn Bính thôi, tự nhiên đó thì mình lại là rất là nhiệt tình đi tìm kiếm để xem cái hoa chanh nó thế nào. Và sau đó mình ngắm, mình nhìn cái hoa chanh và mình cảm nhận được thật là tuyệt vời. Nguyễn Bính quả là người có cái óc tinh tế, quan sát tuyệt vời. Và ông ta cũng là một cái người mà đầy cảm xúc, cho nên chỉ nhìn cái hoa chanh thôi mà ông ta nghĩ đến bóng dáng trắng trong của người phụ nữ thôn quê. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em lên tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em mơ mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài quý bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lùa rồi, cái dây lưng đùi nhuộm hồi sáng xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần nai đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ yên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng. Thoáng nhìn hoa chanh đấy thì nó cũng giống như là cái bông hoa lan thu nhỏ lại đấy. Thế nhưng mà cái trắng của hoa chanh thì nó đẹp hơn hoa lan rất nhiều.
và đặc biệt là cái hương thơm, cái mùi thơm của hoa chanh thì thôi rồi. Và những cái buổi tối khi chúng ta đứng bên cạnh những cái cây chanh đó, chúng ta sẽ được thưởng thức cái mùi thơm của hoa chanh. Hoa chanh không chỉ trắng trong, không chỉ đẹp, không chỉ tinh khiết, mà hoa chanh còn rất là thơm tho. Và lấy cái hình ảnh hoa chanh, cả về sắc, cả về hương, mà để nói về người con gái, người phụ nữ nông thôn đó, thì có lẽ không còn có một cái hình ảnh nào đẹp hơn. Cho nên tôi rất là biết ơn Nguyễn Bính đã cho tôi một cái góc nhìn, một cái cảm nhận mới mà tôi chưa từng có. Và từ đó về sau đó, thì cứ mỗi khi tôi nhìn thấy cây chanh, tôi lại đi tìm những bông hoa chanh. Bởi vì hoa chanh ấy đã cuốn hút cái hồn tôi, đã làm cho tôi đắm say. Và chỉ nhìn thấy cái hoa chanh thôi thì tôi đã nhìn thấy sự trắng trong của những con gái Việt Nam ngày xưa, những cô gái đồng bằng Bắc Bộ, những cô gái trên quê hương quan họ.